Tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, tháng 4 âm lịch năm 2022. Hoan hỷ, chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần ngày hôm nay, lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn, thành công, làm công việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc và mọi chuyện được an yên, không bao giờ chúng ta cần phải lo nghĩ quá nhiều về những việc đó. Và đồng thời, nếu như mà chúng ta được con cái tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ thì càng tốt, đúng không ạ? Thế nhưng mà những điều đó thì có phải là đang quá xa vời với rất nhiều người? Bởi vì trên thực tế thì có những gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, lại phải lo lắng gánh vác rất nhiều những trọng trách trên vai. Và có những người kinh tế thì dư giả nhưng mà lại không có được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng chính là chuyện thường tình trong kiếp nhân sinh. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch ngày hôm nay, 30 tập chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Mậu Dần trong tháng 4 âm lịch. Trong tháng 4 âm lịch này thì công danh, sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người tuổi Dần sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay là không? Và trên con đường công danh sự nghiệp trong tháng 4 âm lịch này thì họ sẽ gặp phải những khó khăn, trắc trở như thế nào? Sức khỏe tình duyên có chuyển biến ra sao trong tháng 4 âm lịch năm 2022? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết có trong video ngày hôm nay. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có mệnh thành đầu thổ, tính cách có phần cao ngạo, cực kỳ tự tin, cũng có nhiều khát khao và lý tưởng cao xa. Họ có tham vọng gây dựng sự nghiệp lớn lao, giành địa vị cao trong xã hội và được nhiều người nể trọng. Nên kiểm soát bản thân, đừng quá tham lam kẻo tự hại chính mình. Người này bản chất lương thiện, giàu lòng trắc ẩn, hay giúp đỡ mọi người. Với bạn bè, họ là người đáng tin cậy và là chỗ dựa cho bạn mỗi khi cần. Là người khẳng khái, giúp đỡ người khác hoàn toàn xuất phát từ trái tim, chứ không cần báo đáp. Song họ có nhân duyên tốt, từ đó kết giao được những người bạn đáng quý. Họ có niềm yêu thích với các vấn đề huyền bí hoặc liên quan đến triết học. Nếu bỏ thời gian và công sức tìm hiểu thì rất có thể sau này sẽ có thành quả bất ngờ. Trong công việc, họ được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao, song cần nhạy bén, nắm bắt cơ hội để có nhiều không gian phát triển năng lực hơn nữa và thu được kết quả ngoài mong đợi. Nên tận dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu tìm tòi thêm kiến thức mới, nâng cao năng lực bản thân, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự thăng tiến sau này. Những người tuổi Dần sinh năm 1998 đang thất nghiệp thì tháng này không phải là thời điểm thuận lợi để tìm việc làm. Bạn có thể gặp phải một số công ty lừa đảo hoặc không uy tín, vừa lãng phí thời gian, vừa hao tài tốn của nên cần cẩn thận trong vấn đề này. Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy giúp đỡ. Những bạn vẫn đang học lên cao, nếu không ngừng cố gắng, tập trung phấn đấu, bạn sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong việc học, đồng thời có cơ hội thực tập, làm việc để rèn luyện bản thân trong môi trường tốt. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay sau khoảng thời gian này. Nếu cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai thì hãy để mọi chuyện lại sau lưng và đừng quá vướng bận. Càng dây dưa níu kéo sẽ càng chỉ khiến hai người thêm đau khổ, ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu, không ít khó khăn. Do công việc không ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt rất cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Dần cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài, không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tử vi nhận thấy đây có thể coi là một tháng có khá nhiều thách thức và cả áp lực đối với người tuổi Mậu Dần. Khi vận trình của bạn lao đao bất ổn, nhiều thăng trầm bất định, công việc trong tháng 4 năm 2022 âm lịch này không được lý tưởng như mong muốn của bản mệnh. Ở thời điểm mọi thứ khá bấp bênh như vậy, đòi hỏi gia chủ phải thật vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua mọi sóng gió. Dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và chí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường nhưng khó tránh khỏi vận xấu. Kế hoạch đặt ra đi chệch hướng, kết quả vượt ra ngoài dự tính của bạn.
Tháng này, điềm báo tử vi còn cho thấy nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền, đoạt vị. Các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa, sự căng thẳng kéo dài, gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung. Hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự. Đặc biệt, bạn nên tôn trọng các lộ trình sẵn có, tránh sáng tạo hay mạo hiểm vượt ngoài khuôn phép bởi sự phá cách không phù hợp vào giai đoạn bất ổn này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, theo dõi tử vi tháng 4 năm 2022 âm lịch tuổi Mậu Dần về mặt tài lộc, công việc hết bình ổn cho nên tài lộc của bản mệnh tiêu hao cũng là chuyện dễ hiểu. Nhìn chung vận trình tài lộc của những người Mậu Dần thời gian này không được tốt cho lắm, rơi vào cảnh chi nhiều hơn thu. Tháng này không thích hợp để đầu tư lớn vì rất dễ thua lỗ, cần đề phòng cảnh giác, tránh thất bại do lơ là, mất tập trung. Thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống khiến tiền thất thoát, tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Mậu Dần trong tháng này giảm sút khá nhiều. Bạn có những dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, uể oải, làm việc khó tập trung, chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng, có thể bị sụt cân. Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực tinh thần. Bạn lại suốt ngày bận rộn với công việc, hầu như không có thời gian để chăm lo sức khỏe của bản thân. Vì thế mà sức đề kháng cũng dần giảm sút, tinh thần ngày càng ức chế. Bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với người mà bạn tin tưởng để sớm được giải thỏa tâm lý. Đặc biệt, cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, cân bằng thời gian làm việc và ngủ nghỉ, hạn chế thức khuya làm việc rất có hại cho sức khỏe. Các quý vị gia chủ tuổi Mậu Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 4 âm lịch, chuyện tình cảm của những người tuổi Mậu Dần không hề dễ dàng, khiến con giáp này phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để xử lý. Có lẽ công việc đã chiếm hết tâm trí của bạn, lại thêm nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh. Chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt. Các cặp đôi thường xuyên xung đột, nổi giận, cãi vã liên miên, làm mọi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng tâm lý. Nếu bản mệnh không bình tĩnh và tình yêu không đủ sâu đậm thì e rằng đổ vỡ là điều khó tránh. Nhân duyên của người độc thân không phải không có, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Thậm chí sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, bạn dần có tâm lý ngại yêu và thu hẹp vào thế giới của riêng mình, càng khiến cơ hội gặp gỡ với đối tượng khác giới ít đi. Lúc này, tốt hơn hết bạn nên tập trung cho sự nghiệp, còn chuyện tình cảm cứ để nó diễn ra theo một cách tự nhiên, đừng cố gượng ép. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuổi Tý.
đối với người tuổi Mậu Dần trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 4 năm 2022, tức ngày 7 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lụ Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 4 năm 2022, tức ngày 19 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Dần trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 4 năm 2022, tức ngày 22 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn, hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi 1998 trong tháng 4 âm lịch, phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1998. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an. Và còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.